Xin chào tất cả mọi người. Tết đến xuân về là dịp mà nhiều gia đình họ dành cái khoảng thời gian này để đi du lịch cùng nhau. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà khoảng thời gian này, những ngày Tết, cả gia đình chúng ta khoảng 7 người đi, chúng ta sẽ cùng đi du lịch đâu đó xa xa một chuyến trên một chiếc xe 7 chỗ. Nhưng mà tuyệt vời nhất á, các bạn có biết gì không, là chúng ta sẽ cùng nhau đi trên một chiếc minivan, một chiếc xe được tạo ra để mục đích là dành cho gia đình để thực hiện những chuyến đi xa. Cái hôm nay thì mình đang có mặt tại Auto Tân Đạt Thành ở số 629 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, để giới thiệu cho các bạn một chiếc xe. Cụ thể hơn đó là chiếc Toyota Sienna. Nhưng mà hình như là có gì đó sai sai ở đây. Đây là một chiếc xe đời cũ rồi. Chiếc xe mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc xe này. Wow, tuyệt vời chưa? Thì đây là chiếc Toyota Sienna phiên bản 2021. Thì phiên bản 2021 thì nó thuộc thế hệ thứ tư của dòng xe minivan rất là nổi tiếng này của Toyota. Và đây là chiếc xe rất là mới, bởi dường như là chiếc xe đầu tiên mà Auto Tân Đạt Thành vừa mới nhập về Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc xe này nó không những là một chiếc minivan bình thường mà nó còn là thuộc phiên bản Platinum, phiên bản cao cấp nhất. Chúng ta sẽ cùng khám phá một chiếc xe minivan, một chiếc xe phục vụ cho gia đình, một chiếc Toyota nhập Mỹ full option thì nó sẽ như thế nào. Mời các bạn. Thì thiết kế của dòng Sienna thực ra thì nó cũng không có quá thay đổi nhiều, bởi vì đây là một dòng xe gia đình, một dòng xe thuộc phân khúc minivan, thì nó cũng chỉ đâu đó loanh quanh vài cái kiểu thiết kế vậy thôi. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt ca lăng rất là rộng. Wow, rất là rộng luôn. Nhưng ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt hình hình than ngược. Toyota họ thiết kế những cái kiểu nan ngang, nhìn chiếc xe, cái đòn đẩy xe nó rất là to nha, cực kỳ to luôn. Nãy giờ mình chưa muốn nói tới thì đây là logo Toyota viền xanh. Thì Toyota viền xanh đó chính là đặc trưng của những dòng xe Toyota được trang bị cái hệ động lực hybrid. Và chiếc Sienna này được trang bị cái động cơ là động cơ hút khí tự nhiên 2.5 DOHC và nó kết hợp với động cơ điện. Đây là chiếc Sienna full option bản Platinum, nó được trang bị cái hệ dẫn động, đó chính là hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài ra thì Sienna 2021 nó cũng có tùy chọn, đó là hệ tùy chọn động cơ dẫn động cầu trước. Thì đối với cái chiếc này là hệ dẫn động hai cầu thì nó sẽ được trang bị hai cái motor điện cho cầu trước và một cái motor điện cho cầu sau. Thì tổng công suất của nó cũng khá khiêm tốn thôi, khoảng 245 mã lực khi mà kết hợp cả động cơ hút khí tự nhiên và động cơ hybrid nói chung. Thì theo Toyota công bố cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này, một chiếc xe rất là to, một chiếc xe dài đến hơn 5 mét nữa, nó chỉ có 6,7 lít trên 100 cây thôi. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn full LED, từ đèn định vị, đèn pha cho tất cả đèn sương mù cũng là đèn full LED. Hệ thống đèn này đối với một chiếc Sienna mà bản full nó, chúng ta sẽ được tích hợp luôn, đó chính là hệ cái tính năng là đèn hiệu suất cao, auto high beam thì mình sẽ nôm na là hiệu suất cao. Thì cái hệ thống đèn này nó sẽ có cái tính năng là nó sẽ tự động nhận diện cái phương tiện đi đối diện để chúng ta sẽ tự động hạ pha xuống để không gây chói mắt cho người đối diện. Các bạn hãy nhìn cái đường thiết kế từ cái đèn pha cho tới cái đèn vuốt rất là tròn trịa, đi liền với cái logo. Và cái logo xanh này ẩn sâu bên trong nó đó chính là một cái radar rất là nhỏ của hệ thống TSS, có nghĩa là hệ thống Toyota Safety Sense. Hệ thống này là hệ thống hỗ trợ một cái gói an toàn của Toyota. Và trên Sienna 2021 nó chính là phiên bản 2.0, phiên bản được nâng cao hơn. Sau này cách đây một tháng thì Toyota còn có thêm cái gói là 2.5 và 2.5 cộng nữa, thì nó sẽ nhận diện tốt hơn, rồi cái quãng mà chúng ta những cái cảm biến nó nhanh hơn, nó nhạy hơn. Còn đối với Sienna 2021 là 2.0 đã quá đủ, quá dư thừa đối với đường phố Việt Nam rồi. Phiên bản Platinum, phiên bản full option thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm 20 inch nè các bạn, mâm 20 inch nhá. Và cái mâm này là một cái mâm được nó không phải sơn đâu, nó không phải sơn bóng đâu nha, mà nó là được phay cho nó bóng lên. Tuy nhiên thì cái bộ mâm này nó còn có thêm một cái đặc điểm nữa rất là đẹp nha. Và thật sự là mình lần đầu tiên mình thấy cái mâm trên một chiếc xe chơi gia đình nó đẹp như vậy. Mâm đa chấu nhưng mà lại có thêm khắc những cái kiểu mà caro nữa nè. Đó, rất là đẹp mắt.
Đối với những phiên bản thấp hơn thì sẽ được trang bị từ mâm 17, 18, 19 và mâm 20 inch. Đây là phiên bản cao cấp nhất, nó sẽ được trang bị mâm 20 inch. Ở thị trường Mỹ thì Sienna nó có tới 5 cái cấu hình khác nhau, từ bản thấp nhất là bản LE cho tới cái bản cao nhất là bản Platinum, là bản này. Platinum thì nó sẽ hướng cái thiết kế về cái kiểu mà kiểu là tinh tế và nó thanh lịch hơn. Còn những người khách hàng mà muốn cái bản thể thao hơn một tí thì có thể chọn bản XSE thì nó sẽ mang cái kiểu thiết kế là thể thao hơn. Phần hông chiếc xe thì các bạn thấy là chiếc xe này rất là dài nha. Nó dài chính xác là hơn 5m1 và cái trục cơ sở nó tới là 3m. Ở đường phố Việt Nam thì các bạn cũng phải cần thêm một tí kỹ năng để điều khiển một chiếc xe to như thế này. Bản Platinum thì chúng ta sẽ có những cái đường viền chrome, rất là nhiều đường viền chrome như thế này. Chúng ta sẽ có thêm cái thanh giá nóc ở phía trên nữa. Và đây là tùy chọn nha các bạn. Những cái thanh giá nóc như thế này nó nằm trong những cái gói tùy chọn của Toyota cung cấp cho khách hàng khi mà mua Sienna. Phần sau của chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Một cái thiết kế đèn cũng là vuốt dài từ bên hông này vuốt vào đây, nhưng mà cái kiểu thiết kế nó rất là thanh mảnh và nó rất là tinh tế nha. Này, ở đây còn cái kiểu thiết kế đèn không chỉ là nó phẳng lì vào trong chiếc xe đâu, nó còn xẻ rãnh nữa đó. Wow, cái đèn hậu nhìn có ấn tượng không các bạn? Cực kỳ đẹp luôn. Ở phía sau thì cũng đơn giản thôi, logo Sienna trên tất cả phiên bản đều có này. Phiên bản hướng tới sự tinh tế, thanh lịch vừa phải. Thì cái phần cản ở phía sau thì chúng ta sẽ cũng có một cái phần cản được trang trí thêm cái thanh kim loại sáng nè, nó làm nổi bật hơn một tí. Tại thị trường Mỹ thì nó cung cấp tới là 7 màu ngoại thất khác nhau và một màu nội thất tiêu chuẩn, đó là da nâu Noble Pro. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chọn một cái gói Packet, chứ gọi là gói tùy chọn, khi các bạn chọn cái gói đó thì các bạn sẽ có thêm những cái màu nội thất khác. Wow các bạn, mình lên xe và mình đề máy và mình cứ tưởng là cái xe này chưa nổ máy các bạn. Nó êm một cách lạ thường luôn. Mình bấm nút Startup Engine và chiếc xe dường như là mình không cảm nhận được cái độ rung của cái máy luôn. Bây giờ chiếc xe đã nổ máy rồi và phải thật sự là cực kỳ êm luôn. Một cái hệ thống hybrid 3 motor, 2 motor trước và 1 motor sau. Thì hiện tại nè, mình đang thấy một cái màn hình hiển thị, nó đang báo là cái xe đang được sạc pin. Đây các bạn, anh camera có thể zoom lại, chúng ta sẽ có nó đang báo là chiếc xe đang được sạc pin nha. Và đây chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị 7.2 inch mà màn hình LCD ở giữa. Còn bên trái thì giống như những chiếc xe Toyota gần đây, xe hybrid, thì bên trái nó sẽ không hiển thị vòng tua nữa mà nó sẽ hiển thị cái mức tiết kiệm nhiên liệu, cái mức sức mạnh của động cơ. Bên phải là đồng hồ tốc độ. Màn hình giải trí chính này ở trung tâm. Đối với phiên bản Platinum thì chúng ta sẽ có đến 12 cái loa JBL. Những phiên bản thấp hơn thì chúng ta chỉ có 6 loa, 9 loa thôi. Phiên bản Platinum chúng ta sẽ có đến 12 cái loa JBL và có luôn sub ở phía sau nhé. Bạn có luôn một cái loa siêu trầm ở phía sau. Chiếc xe bản full, một chiếc xe gia đình, thì chúng ta sẽ có toàn bộ nội thất là bọc da và nhựa mềm. Từ cái phần tách bi cửa nè, da, rất là nhiều mảng miếng da nha. Ở đây có thêm một cái chi tiết làm bằng gỗ nữa, rất là nhỏ nhắn nhưng mà nó cực kỳ tinh tế luôn, rất là đẹp. Hệ thống nhớ ghế được đặt ở bên này. Đây. Tất cả các cửa dĩ nhiên là cửa lên xuống tự động rồi. Đây là những cái option bắt buộc phải có trên tất cả những dòng xe mà gọi là full option, chúng ta sẽ phải có những cái option này. Rồi, một dàn nút thì chúng ta sẽ có gì nè. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn tự động kích hoạt vào nút này, hệ thống điện 120V, thì đây là một option nha các bạn. Còn đối với những phiên bản thấp hơn thì bắt buộc phải trả thêm một cái khoản phí để có những cái option này. Vào toàn bộ cái nội thất rất là rộng, chiếc xe này cực kỳ rộng luôn, giống như là một cái phi thuyền vậy. Mình nói phi thuyền không phải không hoa đâu. Trên này chúng ta sẽ có nhựa nha, nhựa kết hợp với da. Bản Platinum thì chúng ta sẽ có luôn một cái màn hình HUD. Lần đầu tiên mình thấy một cái màn hình HUD 10 inch các bạn. Ở vị trí này thì mình mới có thể thấy thôi. Chúng ta sẽ có sẵn cái hệ thống navigation và hiển thị luôn cái vận tốc. Hiện tại thì đơn vị vận tốc trên chiếc xe này, đây là một chiếc xe rất là mới, vẫn để là dặm trên giờ. Và nó cũng hiển thị luôn cái mức vận hành của chiếc xe đang là Eco hay là Power, có nghĩa là tiết kiệm hay là chúng ta sử dụng cái full công suất của chiếc xe. Tất cả những phiên bản Sienna đời 2021 đều được trang bị đến 4 cái
chế độ lái khác nhau, bốn cái drive mode khác nhau, đó chính là Eco, Normal, Power và đặc biệt đó chính là hệ thống EV mode, có nghĩa là hệ thống chỉ vận hành bằng điện không. Và Toyota ưu tiên nó được đặt ngay ở vị trí này đó, đơn giản không, rất là gọn gàng. EV mode kế bên nó chính là giữ phanh tự động về hệ thống phanh tay điện tử, và đây là cần số. Wow, các bạn, thiết kế này quá đẹp luôn. Để đồ ở đây, để tất cả đồ ở đây đầy đủ luôn. Đây còn có hệ thống sạc không dây nữa nè các bạn, mình để điện thoại vào là nó đã tập tức nó nhận hệ thống sạc không dây rồi. Đấy, đã sạc rồi nè các bạn, thấy không đó. Hệ thống sạc không dây được đặt ở đây nhá. Ở đây chúng ta sẽ có những cái ngăn góc chứa đồ rất là nhiều và nguyên một cái hộc thiệt sâu ở dưới này. Sienna 2021 nó sẽ được trang bị đến là 7 cái cổng sạc USB khác nhau, trong đó có một cổng là cổng media và 6 cổng còn lại là cổng sạc. Có đến 18 cái vị trí giữ cốc khác nhau và rất là nhiều ngăn chứa đồ. Vì đây là một chiếc xe dành cho gia đình mà, đi rất là nhiều người và đồng thời là đi những chuyến đi xa, đi du lịch rất là nhiều ngày, và ngăn chứa đồ, cổng sạc là những cái thứ mà không thể thiếu cho những chiếc xe như thế này. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời điều khiển bằng điện luôn, điều khiển điện hết trên này, chúng ta điều khiển bằng trên này. Một cái màn hình giải trí dưới đây. Hệ thống điều hòa thì cũng đơn giản thôi, hệ thống điều hòa rất là đẹp mắt. Chúng ta có điều khiển bằng cách là lẩy những cái lẩy giống như là lẩy phím piano rồi đó. Đấy, những cái lít rất là nhẹ nhàng nha. Ở trên này, khu vực này là khu vực kính, một cái kính không viền rất là đẹp mắt. Và trên này chúng ta sẽ có luôn những cái phím điều chỉnh âm lượng nè, những cái nút điều chỉnh mà các bạn có biết điều chỉnh là điều chỉnh gì không, điều chỉnh được cái màn hình ở phía sau nè. Các bạn nhìn sau lưng mình đi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí cho những hàng ghế phía sau. Wow, một cái màn hình 11.6 inch và đây là màn hình Full HD nhá. Nãy giờ mình ngồi đây thì các bạn sẽ không thấy được cái thiết kế hay hay của Sienna đâu. Chúng ta sẽ có một cái anh đây, các bạn nhìn đi, chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế mà nhìn xuyên qua bên kia luôn nè. Đó, chiếc xe gì mà nhiều ngăn chứa đồ dữ ta, chúng ta để rất là nhiều đồ phía dưới này và đẳng cấp quá. Đây là ghế da noble và chúng ta cũng có luôn là hệ thống làm mát và hệ thống sưởi ghế. Riêng cái tay lái này cũng có hệ thống sưởi tay lái luôn. Và đây là một trong những cái option rất là quen thuộc cho những chiếc xe tại thị trường Bắc Mỹ nói riêng và những cái thị trường mà xứ lạnh nói chung. Đối với những chiếc xe gia đình kiểu này thì mình thích khám phá từ hàng ghế thứ hai trở đi hơn. Thì tại sao mình nói là mình thích khám phá, thì bây giờ mình sẽ mời các bạn bước vào bên trong. Tuyệt vời các bạn. Nó không chỉ là cửa trượt điện mà nó còn là cửa trượt điện rảnh tay, có nghĩa là chúng ta giữ chìa khóa trên tay và chúng ta thực hiện thao tác giống như là đá cốp ở phía sau vậy đó. Cốp phía sau là chắc chắn là có rảnh tay rồi. Còn cái chữa trượt điện này cũng đã được tích hợp vào Sienna 2021. Hàng ghế phía sau thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ chỉ là chỉnh tới lui hay là gập bằng cái thao tác cơ thôi. Và đây là một cái điểm mà mình thấy nó lại tiện hơn so với những cái ghế trượt điện nha. Bởi vì hàng ghế phía sau là một trong những cái hàng ghế mà khi trẻ em trong gia đình hoặc là những người thành viên trong gia đình chúng ta bước vào ra vào thì chúng ta sẽ cần cái độ thao tác nó nhanh hơn để khi mà chúng ta bước vào. Trượt cơ là một cái tính năng mình thấy nó lại rất là khoa học và rất là hay nha. Đây là Sienna thì cấu hình nó là cấu hình 7 chỗ ngồi, có nghĩa là hai ghế phía trước, hai ghế thương gia ở phía sau và ba ghế ở phía sau dành cho trẻ em. Thì hai cái ghế này cũng giống như những chiếc Toyota dành cho gia đình thôi, những chiếc minivan thôi. Chúng ta sẽ chỉ ghế hai cái ghế này là hai cái ghế gọi là hai cái ghế thương gia, thì chúng ta sẽ có bệ tị tay riêng nè, chúng ta điều chỉnh được độ ngã, điều chỉnh được trượt tới lui, điều chỉnh luôn cả cái bệ bước chân ở phía ở dưới nè. Rồi về tiện ích thì chúng ta sẽ có gì, như mình đã nói chúng ta sẽ có một cái màn hình 11.6 inch đây ạ. Màn hình này là màn hình Full HD theo xe, đèn đọc sách nè, cửa gió ở phía sau nè, rèm che nắng nè, đó full option rồi các bạn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc nè, USB A và USB C luôn, xài cái nào cũng được. Đó, ở dưới là một cái cổng sạc 120V. Đó, chúng ta sẽ gắn bơm điện nè, chúng ta sấy tóc, chúng ta muốn ủi đồ cũng được trên này. Cổng HDMI. Đấy. Hai cái hộc giữ cốc ở dưới này. Rồi, ở bên này thì cũng có rất là nhiều hộc giữ đồ, hộc giữ cốc.
Các bạn đã từng nghe hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập nè, 3 vùng độc lập nè, nhưng mà đối với Sina nó là hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Có nghĩa là hai trước, hai sau và hai ghế này cũng là được có thể tùy chỉnh hệ thống điều hòa. Và chúng ta sẽ điều khiển bằng cái nút trên này. Đấy, chỉnh nhiệt độ, chỉnh quạt. Và có luôn hệ thống sưởi, hệ thống làm mát được tích hợp ngay trên này. Các bạn hãy nhìn đây nè, những cái ghế này là những cái ghế được trang bị cũng có rất là nhiều cái ngăn giữa cốc. Và đây là những cái option nha, đây là những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái tùy chọn mà Toyota đã cho phép khách hàng tùy chọn. Và đối với chiếc Sienna 2021 được Auto Tân Đạt Thành đem về thì nó là một chiếc xe full, có nghĩa là nó full từ động cơ, từ mâm lốp cho tới những cái tùy chọn và cả những cái trang thiết bị đi kèm đó. Đó, chúng ta có hệ thống túi khí được đặt khắp xe và chiếc xe này nó có đến 10 túi khí và cộng thêm cái hệ thống an toàn TDS 2.0. Tất cả là ghế là da double crow hết nha các bạn, da nâu. Đối với một chiếc xe dài hơn 5m và trục cơ sở là hơn 3m thì mình phải khẳng định là ngồi hàng ghế phía sau giống như là ngồi hàng ghế thứ hai trên những xe khác vậy đó. Phải nói là cực kỳ thoải mái luôn, mình ngồi ở đây giống như là mình ngồi đang ngồi sofa ở nhà vậy đó. Cái ghế da này ngồi cực kỳ êm và cực kỳ sướng luôn. Có nhiều xe á trang bị ghế da nhưng mà ngồi lên cái da cảm giác như là bị nó hơi bị cứng, nó hơi bị sượng một tí, ngồi nó không sướng. Nhưng mà chiếc này ngồi cực kỳ sướng luôn, ngồi phía sau không có cảm giác là ngồi hàng ghế thứ ba luôn đấy. Đối với hàng ghế thứ ba thì chúng ta có gì, chúng ta vẫn có sẵn sàng ba cái tựa đầu khác nhau nè, ba cái tựa đầu riêng biệt. Chúng ta có cổng sạc, chúng ta có hộc giữa cốc, chúng ta có luôn cái cổng sạc mà để nghe bằng phone. Nếu các bạn không thích nghe chung ở đây, chúng ta có thể nghe bằng phone cái màn hình ở phía trước. Và có luôn cái nút chỉnh volume đây ạ. Rất là tuyệt vời, và đối với một chiếc xe full option như thế này thì phải nói là rất tuyệt vời, rất là nhiều cái tiện ích khác nhau. Cái đầu mình chưa bao giờ đụng luôn, mình là một người có thể trạng rất là to và khi mình ngồi ở hàng ghế thứ ba này mình phải nói là mình ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Ghế êm lắm, ghế cực kỳ êm. Ở sau chúng ta có luôn cái cổng sạc 120V ở phía sau nha. Muốn xài những cái dụng cụ điện đóm gì đó là đầy đủ, xe full option mà. Đây là một chiếc xe mới và mới được Auto Tân Đạt Thành đem về Việt Nam. Đây là cái màu này là màu bạc và đã có khách đặt rồi. Và trong thời gian sắp tới thì Auto Tân Đạt Thành sẽ đem về hai chiếc xe nữa cũng là Sienna bản full. Nó sẽ sở hữu cái màu đó là màu xanh lá cây và thêm một chiếc màu đen nữa. Và chiếc màu xanh lúc nãy mình đã xem cái màu xanh đó rồi trên điện thoại rồi và thấy rất là đẹp mắt, cực kỳ đẹp. Màu xanh đó nó ấn tượng hơn cái màu bạc này rất là nhiều. Chiếc xe này được trang bị đến 10 túi khí và nó đi kèm với cái hệ thống đầu tiên là hệ thống Star System Safety, thì nó sẽ bao gồm những cái tính năng cơ bản thôi, ABS, BA, EBD, rồi hệ thống traction control, hệ thống cân bằng điện tử. Đối với hệ thống Toyota Safety Sense 2.0 thì chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, có nghĩa là hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, đồng thời nó sẽ hỗ trợ phanh tự động cho chúng ta. Cái thứ hai đó chính là hệ thống cảnh báo trệch làn đường và nó đi kèm với cái tính năng đó chính là hỗ trợ đánh lái, có nghĩa là khi chiếc xe đang đi một cái lane nào đó thì chúng ta ví dụ như đang mãi nói chuyện đi, chúng ta vô tình chạm lên đường thì nó sẽ hỗ trợ giữ chiếc xe chúng ta lại đúng ngay cái lane đường đó. Hệ thống hỗ trợ đèn đường này nó là riêng nha các bạn, bởi vì đối với Toyota Safety Sense thì hệ thống hỗ trợ giữ làn đường nó còn tuyệt vời hơn, đó chính là nó không những là nó nhận diện được những cái vạch kẻ đường mà nó còn nhận diện luôn những cái nắp cống á các bạn. Một cái đường nắp cống như thế này hay là những cái vệt cỏ hay là những cái đường cát mà chúng ta đi ven biển á thì Toyota Safety Sense nó cũng nhận biết luôn những cái đó, rất là ấn tượng. Tại thị trường Mỹ thì cái radar của Sienna nó sẽ nhận diện luôn cái những cái biển báo, nhưng mà mình nghĩ thì đó là những cái biển báo theo quy chuẩn Mỹ thì nó sẽ nhận diện tốt hơn, còn ở Việt Nam thì mình không chắc. Chủ yếu là hệ thống hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước nè, hệ thống cảnh báo trệch làn đường nè, đó những cái tính năng đó là những cái tính năng rất cần thiết tại thị trường Việt Nam. Rồi, cái thông tin cuối cùng mà mình nghĩ là các bạn rất là thắc mắc đó chính là giá tiền, giá bán của chiếc xe này bao nhiêu. Thì hiện tại Auto Tân Đạt Thành đang phân phối chiếc xe này Nhật Mỹ nguyên chiếc. Và đối với mức giá 190.000 đô thì chúng ta sẽ có một cái chìa khóa như thế này. 190.000 thì hai cái chìa khóa này là của các bạn nha.
Và dĩ nhiên là mua hai cái chìa khóa này giá 190.000 thì được tặng luôn chiếc Toyota Sienna, tặng thêm để xài thôi chứ mà chìa khóa không thì xài với cái gì. Ok, vừa rồi thì một vòng mình bán review rất là nhanh Toyota Sienna 2021, một trong những chiếc xe hiếm hoi được đem về Việt Nam trước Tết. Và trong thời gian tới thì Auto Tân Đại Thành sẽ đem hai chiếc xe nữa, cũng là Toyota Sienna, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đen nữa. Nếu các bạn có thắc mắc gì về chiếc xe này, nếu các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì có thể liên hệ tới Auto Tân Đại Thành tại số 629 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để liên hệ anh Thành nha. Ngoài ra thì ở Auto Tân Đại Thành cũng có rất là nhiều dòng xe nhập khẩu khác nhau nữa. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại trong clip lần sau.